Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Ở trong video vừa rồi thì Uyên đã chia sẻ cho chúng ta về video thứ nhất của quyển sách Từ bạn đời đến bạn đạo. Tập 1: Yêu trong tỉnh thức của tác giả Tuệ An. Đây là bộ sách gồm 2 tập với chủ đề là Yêu trong tỉnh thức, một quyển sách với nội dung là tình yêu, hôn nhân, gia đình. Khá là hay và thú vị ha. Nếu bạn nào chưa nghe video thứ nhất vừa rồi thì Uyên có đính kèm đường link ở trong phần mô tả video bên dưới. Bạn có thể click vào và chúng ta sẽ nghe lại video đầu tiên của quyển sách này nha. Và hôm nay trong video này thì Uyên sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho các bạn nội dung tiếp theo của quyển sách này. Mời các bạn cùng lắng nghe. Từ bạn đời đến bạn đạo. Tập 1: Yêu trong tỉnh thức. Thay đổi góc nhìn để bên nhau dài lâu. Tác giả: Tuệ An. Phát hành bởi Happy Academy và nhà xuất bản Dân Trí. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chấp nhận sự không hoàn hảo. Hãy yêu thương hoàn hảo một người, chứ đừng mong đợi có một người hoàn hảo để bạn yêu thương. Mọi người xung quanh hay nói với tôi rằng, sao một người chia sẻ về tình yêu, hôn nhân, gia đình như tôi lại không biết nấu ăn? Tôi cười và nghĩ, thật ra tôi cũng biết chút ít, chỉ là không giỏi và chưa có hứng thú quá nhiều trong việc ăn uống và bếp núc. Đôi khi tôi còn quan niệm rằng ăn gì cũng được. Ngon hay không ngon cũng được, có ăn là được. Thái độ ăn và ăn cùng ai mới là điều quan trọng. Ngoài việc nấu nướng kể trên, thì tôi cũng có một cơ số những điểm khác mà theo quan niệm truyền thống Việt Nam là không tốt ở phụ nữ. Như khi ở nhà tôi rất ham ngủ, tôi thuộc dạng cú đêm, thường thức khuya và dậy muộn, hay đôi lúc khá bừa bộn trong chuyện giữ gìn nhà cửa. Tất nhiên tôi cũng biết điều này là không tốt nên vẫn cố gắng điều chỉnh mỗi ngày. Nhưng thật ra cũng rất may mắn, vì chồng tôi đã chấp nhận được những điểm không hoàn hảo ấy từ lâu. Nếu không, có lẽ chúng tôi đã không thể hạnh phúc được như bây giờ. Anh ấy nói, không nấu ăn thì ra quán, nhà bẩn thì gọi dịch vụ vệ sinh, ngủ muộn thì dậy muộn là điều đương nhiên. Anh ấy vẫn yêu tôi, vì ở bên tôi rất bình an, và chúng tôi có thể nói chuyện từ đêm đến sáng, về các chủ đề trên trời dưới biển. Từ tình cảm đến đạo lý mà không chán. Bạn yêu quý của tôi kể với bạn câu chuyện trên để khẳng định rằng bất kể cái gì cũng đều có hai mặt của nó, như sáng, tối, nóng, lạnh, trắng, đen, âm, dương, tích cực, tiêu cực. Giống như việc con người có ưu điểm và khuyết điểm vậy. Đã là con người thì sẽ chẳng có ai hoàn hảo hết. Vì nếu hoàn hảo thì chúng ta đã thành thánh hết rồi. Mình không hoàn hảo và người ấy cũng vậy. Thuở ban đầu khi mới gặp nhau, chúng ta hay nhìn vào ưu điểm của nhau để mà ngưỡng mộ, mà yêu thương rồi kết hôn. Thế nhưng hậu hôn nhân, chúng ta cho nhau những gì? Chúng ta đã cho nhau thấy những khuyết điểm của mình. Để rồi với cái tôi to đùng, chúng ta đâu thể dễ dàng chấp nhận những điểm xấu đó của nhau. Rồi lại mong cầu người ta thay đổi theo ý mình. Để rồi khi không được, lại buồn, lại thất vọng. Tệ hơn, có người còn muốn buông tay người đó vì luôn thấy họ quá tệ. Bạn của tôi ơi, họ vẫn là họ đó thôi, vẫn là con người ngày xưa ấy. Chỉ có góc nhìn của chúng ta đã khác rồi. Khi bạn tập trung vào điều gì, điều đấy sẽ được mở rộng. Tập trung vào ưu điểm, bạn sẽ thấy người ấy thật tuyệt vời. Tập trung vào khuyết điểm, bạn sẽ thấy người ấy thật tệ. Đấy là còn chưa kể đến, chẳng có một người bạn đời nào hoàn hảo. Vì nếu họ hoàn hảo, thì mảnh ghép của họ cũng sẽ là một người hoàn hảo. Mà hãy nhìn lại bản thân xem mình đã hoàn hảo chưa? Trở thành bạn đạo trong hôn nhân có nghĩa là chúng ta chấp nhận được nhau, thậm chí trở thành phần bù cho nhau. Người ấy thiếu lắng nghe, mình lắng nghe nhiều hơn để bù đắp cho người ấy.
người ấy hơi cọc cằn, mình mềm mỏng, nhẹ nhàng nhiều hơn vì người ấy. Người ấy hay khó chịu, mình lại trở thành dòng suối mát lành tưới tẩm cho tâm hồn họ. Bằng cách đó, cả người đó và ta đều hoàn thiện được mình mỗi ngày. Hai vợ chồng cùng tiến lên chẳng phải tốt lắm sao? Đến đây có lẽ bạn sẽ hỏi tôi, thế nếu mình đã bù đắp rồi mà họ vẫn chẳng tốt lên tẹo nào thì sao? Chẳng lẽ phải bù đắp cả đời? Ồ hay, người đấy là do bạn chọn mà. Bạn chọn lấy anh ấy hay cô ấy mà. Còn nếu là do ai đó ép bạn lấy người tệ đến thế, khi bạn không muốn thì hành động, và kết quả đó cũng vẫn là do bạn, vì bạn đã không có đủ trí tuệ và bản lĩnh để từ chối và sống cho chính mình. Tôi nghĩ rằng câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân có lẽ cần phải được sửa lại thành tiên trách kỷ, hậu cũng trách kỷ. Mình là nguyên nhân và cũng là giải pháp cho mọi điều mà mình có, kể cả trong hôn nhân. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc hoặc có kết thúc là ly hôn thường do hai nguyên nhân thôi. Thứ nhất là do bạn chọn sai người. Thứ hai là bạn yêu sai cách. Và dù là lý do một hay hai thì chính mình cũng đều phải chịu trách nhiệm về điều này. Nhưng làm thế nào để biết được rằng bạn có chọn sai người hay không? Có lẽ chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó chính là bạn hãy học cách yêu mình, yêu người đúng cách trước đã, rồi bạn sẽ biết. Yêu đúng là yêu trong tỉnh thức. Yêu đúng là không bao giờ khiến bạn khổ đau. Vì cả khi bạn cho đi mà người ấy không đáp lại gì, thì bạn vẫn là người được, vì ít nhất bạn đã có để mà cho. Chấp nhận đi thôi. Điều gì không thể vứt bỏ thì đừng vứt bỏ mà hãy trân trọng nó. Ký ức nào không thể lãng quên thì hãy nhớ đến với lòng biết ơn. Bất kể ai đó bên ngoài ta, ta đều không thể níu giữ. Hãy để họ ra đi khi họ muốn, ta chỉ cần bình thản mà đón nhận. Người yêu mình không cần phải giữ, không yêu mình muốn giữ cũng không được. Khi có đổi thay, hãy chấp nhận và nghĩ mà xem, làm gì có gì mà không thay đổi trên đời này chứ? Con đường nào nếu không thể tiếp tục thì hãy dừng lại, quan sát, tìm đường khác rồi lại bước đi. Cuộc sống này muốn hạnh phúc và sau cùng chỉ là gói gọn như thế mà thôi. Nhận diện, chấp nhận, quan sát và chuyển hóa. Ngày nào còn biết ơn, ngày đó còn hạnh phúc. Tôi tin rằng sự biết ơn là một trí tuệ tuyệt vời trong cuộc sống, xuất phát từ tình yêu và hy vọng. Biết ơn là một cảm giác đẹp, một tâm lý lành mạnh, một động lực sống. Với lòng biết ơn, cuộc sống sẽ được nuôi dưỡng và ánh sáng tinh khiết sẽ luôn lóe lên. Luôn biết ơn, luôn bày tỏ lòng biết ơn và tha thứ, ngay cả với những người đã làm tổn thương chính mình, cuộc sống sẽ đủ đầy, hạnh phúc. Người biết ơn cuộc đời sẽ đền đáp. Biết ơn cha mẹ, biết ơn món quà của thiên nhiên, biết ơn những món ăn ngọt ngào, biết ơn sự ấm áp của quần áo, biết ơn hoa lá, cỏ cây và côn trùng, biết ơn nghịch cảnh đau khổ, biết ơn kẻ người không thích mình, và hãy đừng quên biết ơn kẻ người ấy của ta. Từng giây phút chúng ta sống, trái tim vẫn còn đập và nụ cười vẫn còn trên môi đã là một đặc ân lớn. Chắc chắn chẳng có bất kỳ một mối quan hệ nào có thể tồn tại hòa hợp mà thiếu đi lòng biết ơn, chứ chưa cần nói đến những liên kết đặc biệt như tình yêu, hôn nhân. Điều gì sẽ xảy ra nếu như ta và người ấy không biết ơn nhau, không trân trọng nhau, không ghi nhận những gì đối phương đã làm cho ta? Dường như vào những giây phút ban đầu, chỉ cần một tin nhắn hỏi han đã ăn chưa, ngủ có ngon không, là cũng đủ để cho chúng ta biết ơn nhau cả ngày.
Thế nhưng lâu dần, khi ta ở bên nhau nhiều hơn, về chung một mái nhà, ta vẫn làm rất nhiều việc tốt đẹp cho nhau đấy chứ. Nhưng ta lại quên mất việc cần biết ơn nhau. Ta nhận mọi thứ như một thói quen. Như thể đó là trách nhiệm của người kia phải cung cấp cho ta. Vợ thì cần lo lắng nhà cửa, con cái. Chồng thì cần kiếm được nhiều tiền, giải quyết những việc trọng đại. Ai cũng nghĩ việc mình làm là quan trọng. Người kia cần ghi nhận mình, để rồi mình không biết rằng chính bản thân mình thật sự ghi nhận họ chưa? Chỉ những người biết ơn mới có thể gặt hái được nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống, và họ cũng có thể từ bỏ sự đổ lỗi vô nghĩa cho những hoàn cảnh và đối tượng bên ngoài. Những người biết ơn sẽ tràn đầy sức sống, cởi mở và khôn ngoan. Họ luôn nhận được may mắn và cuộc sống ít gặp rắc rối. Người ta thường nói, hãy tặng một bông hồng để mùi thơm còn sót lại trên tay. Trong cuộc sống, hãy học cách chia sẻ và cho đi. Hãy vun đắp mọi thứ bằng tình yêu và sự giúp đỡ lẫn nhau. Bạn càng cho đi, cuộc sống của bạn càng phong phú. Bạn càng cho đi, cuộc sống của bạn sẽ càng có ý nghĩa. Hôm nay hãy nói những lời cảm ơn đến người ấy. Lời cảm ơn xuất phát từ sự chân thành, từ chính tâm hồn và hành động của chúng ta. Điều đó sẽ mang đến cho đối phương những xúc cảm tuyệt vời. Hãy viết 10 lời biết ơn người yêu hoặc bạn đời của bạn xuống dưới đây ngay bây giờ nhé. Cảm ơn. Xin cảm ơn đời cho ta chút nắng. Xin cảm ơn người cho ta yêu thương, cho ta rung động, lao sao, trìu mến. Cho ta niềm tin một thoáng dại khờ, một thoáng ngây ngô trong con tim nhỏ. Cảm ơn người nhé, người ấy của ta. Hãy yêu thôi, xin đừng làm nhau khổ đau. Như vậy có được không? Thương yêu một người đôi khi cũng gây nghiện, y như các chất kích thích vậy. Đó là dạng nghiện ngập và bị lây lan cảm xúc từ đối phương. Họ vui với mình vui. Họ buồn với mình buồn. Một hồi lâu dần thành quen, mình bỏ rơi luôn chính mình để chạy theo tìm kiếm hạnh phúc. Sự an toàn, sự dễ chịu từ một đối tượng bên ngoài là người ấy. Mình đã tự đánh mất khả năng hạnh phúc với chính mình. Rồi thì những ngày người ấy tích cực, tràn đầy năng lượng, họ cũng sẽ quan tâm săn sóc cho bạn. Lúc này bạn thấy ổn. Có những ngày người ấy mệt mỏi, kiệt sức, họ chẳng có gì để cho bạn. Đôi khi còn chút sự tiêu cực lên bạn. Lúc này bạn bất ổn. Làm ơn hãy chỉ yêu nhau thôi, được không? Yêu đúng nghĩa là yêu ấy. Để yêu mà không vì người ấy bỏ rơi chính mình. Để yêu mà không lệ thuộc, dựa dẫm hoàn toàn vào nhau. Để yêu mà không đánh mất chính mình. Để yêu mà không bòn rút năng lượng từ nhau. Làm ơn đừng chỉ yêu theo bản năng, thói quen mà thiếu đi sự khôn ngoan và bản lĩnh nên có. Đầu tiên chúng ta cần khôn ngoan để chọn đúng người, yêu đúng đối tượng, tránh ảo tưởng sức mạnh hay si mê mà chọn nhầm. Bạn biết tại sao không? Vì một sự lựa chọn đúng thì còn quan trọng hơn ngàn vạn nỗ lực cho một lựa chọn sai lầm. Có những người phụ nữ nói chuyện với tôi rằng đã biết từ trước tính cách của người đàn ông ấy rất trăng hoa. Nói lời yêu với cô ấy rồi mà vẫn còn tán tỉnh nhiều người con gái khác. Nhưng cô ấy vẫn đồng ý yêu và kết hôn với anh ấy. Chỉ vì tin lời anh ấy nói rằng lấy nhau về sẽ thay đổi. Để rồi khi lấy nhau, anh ấy vẫn là anh ấy và cô ấy vẫn là cô ấy của ngày xưa. Cũng chẳng ai chịu nâng cấp bản thân mình mà lại tin rằng đối phương sẽ vì mình mà thay đổi hay chấp nhận, để rồi rạn nứt và tan vỡ trong hôn nhân. Khi yêu quá thật, ta cũng cần rất bản lĩnh để biết mình nên làm gì, cần làm gì và buông xả khi cần thiết,
chứ không chỉ đơn thuần là hành xử theo cái thích, cái muốn của mình. Ta cần bản lĩnh để chọn kết quả trước khi hành động, luôn luôn nhìn vào đích khi mình nói hay làm gì đó. Xét xem đích đó có phải điều mình thật sự muốn không? Được vậy, chúng ta chắc chắn sẽ bớt hối hận, hối tiếc hơn nhiều. Hãy yêu mà vẫn có ý thức về hạnh phúc tự thân, vẫn tự chăm sóc được cho mình. Như vậy thì chúng ta mới có giá trị mà cho được người ấy chứ. Nếu không, chúng ta lấy gì để trao tặng cho nhau? Làm ơn đừng so sánh, hãy biết đủ. Khi bạn so sánh mình với một ai đó, bạn đang tự hạ thấp chính mình. Còn khi bạn so sánh người thương của mình với một ai đó, bạn đang rất không tôn trọng họ. Bạn có bao giờ nghĩ rằng chính điều này sẽ làm tổn thương bạn và người ấy? Thế nhưng thật ngốc, vì thỉnh thoảng chúng ta lại lấy điểm mạnh của người khác, rồi so sánh với những điều chưa ổn của mình, để rồi tự thấy mình tệ hại. Tôi cũng đã từng như vậy. Tôi cũng đã từng lấy điểm mạnh của những người khác rồi so sánh chúng với điểm yếu của tôi. Rồi lại dằn vặt, tại sao mình không đủ tốt? Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều thi thoảng như vậy. Thích so sánh mình với mọi người. Thích so sánh những thứ mình có với những thứ người khác có. Thậm chí một số còn rất thường xuyên. Tại sao mình không có thân hình đẹp như những cô người mẫu trên bìa tạp chí? Tại sao mình viết lách không hay như một nhà văn? Tại sao mình lại không khỏe như một vận động viên? Tại sao chồng tôi không kiếm nhiều tiền bằng chồng cô bạn? Tại sao anh ấy không lãng mạn như hồi còn yêu nhau? Để rồi lại thấy mình thật tầm thường, tệ hại và tự ti. Nhưng thực tế, hãy khách quan đi. Bạn có thể thấy, đây là sự so sánh rất không công bằng. Đôi khi xuất phát từ tâm mong cầu lớn lao và không biết đủ. Mà điều này chính là nguyên nhân gốc rễ của mọi sự bất an trong những mối quan hệ và cuộc sống. Hãy bớt mong cầu, trân trọng những thứ mình đang có. Nhận ra những điểm mạnh và xác định được giá trị thật của bạn là điều cực kỳ quan trọng, vì nó chính là một trong những chiếc chìa khóa dẫn tới hạnh phúc. Thiếu khả năng này, bạn sẽ thiếu động lực và không còn tin vào bản thân mình nữa. Thậm chí cả khi bạn so sánh mình với người khác một cách công bằng, thì có thể chính bạn sẽ phóng đại nó. Đúng hơn là đẩy cái tôi của bạn lên nếu như bạn cảm thấy mình giỏi hơn đối phương. Điều này chẳng có gì để tự hào vì nó không hề bền vững. Bạn phẫn nộ, uất ức vì những người khác làm tốt hơn bạn mà không thực sự hiểu họ đã, đang và sẽ phải làm gì để có được thành quả như vậy. Bạn cũng có thể rơi vào tình trạng nói quá nhiều về thành tích của mình hơn mức cần thiết. Chẳng ai đánh giá cao điều đó cả. Gần đây tôi nhận được một lá thư thế này. Gửi cô Tuệ An, tôi đã lập gia đình được hơn 5 năm. Chúng tôi có thời gian yêu nhau 7 năm rồi mới cưới. Vậy tính ra, thời gian bên nhau cũng đã 12 năm. Quả thật, đối với tôi, anh ấy là một người chồng rất tuyệt. Nhưng gần đây, khi công việc của anh ấy có chút trục trặc, anh ấy đã nghỉ việc và chỉ ở nhà. Đây quả thật là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với tôi, khi vừa phải kiếm tiền, vừa phải lo toan cuộc sống. Tôi biết anh ấy đang buồn, nhưng đôi khi lại ước mơ chồng tôi có thể đi làm, lo toan trụ cột kinh tế như những người đàn ông khác, hay ít nhất là như trước đây. Tại sao anh ấy đã từng rất có ý chí lúc còn trẻ, mà giờ đây lại nhụt chí như vậy? Tại sao tôi phải lo lắng vất vả vậy mà không được an nhàn như những người phụ nữ khác? Tôi biết vậy là không tốt, nhưng làm thế nào để tôi có thể chấm dứt ý nghĩ tiêu cực này để tiếp tục chung sống với anh ấy? Đây thực sự là một câu hỏi thú vị, và thật sự gần như mọi vấn đề mà cô ấy có đều bắt nguồn từ thói quen so sánh. Thói quen này thường khiến chúng ta không hạnh phúc.
thậm chí cả khi chúng ta có đầy đủ và đáng lẽ nên hạnh phúc với điều chúng ta đang có. Vậy làm sao để từng bước chấm dứt điều này? Dưới đây là những phương pháp có thể giúp bạn ngừng so sánh, sống biết đủ. Tôi đã áp dụng giải pháp này cho chính mình cũng như rất nhiều học viên và đạt được khá nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, chúng ta thường tạo ra những sự so sánh mà không hề nhận ra mình đang làm như vậy. Đây là một hành động tự nhiên và có thể được thực hiện mà không cần nhận thức. Do đó, giải pháp chính là hãy trở nên có nhận thức, đưa những suy nghĩ này vào dòng chảy nhận thức và để ý tới chúng khi chỉ mới khởi phát trong đầu. Ngăn cản chính mình. Một khi nhận ra bạn bắt đầu có ý so sánh mình với mọi người, hãy so sánh người ấy với bất kỳ ai. Hãy dừng lại. Đừng mắng nhiếc bản thân hay cảm thấy tồi tệ. Chỉ là nhận dạng suy nghĩ và nhẹ nhàng thay đổi sự tập trung mà thôi. Nghĩ về những gì bạn có. Hãy tập trung vào những điều bạn có và những điều mà bạn đã được ban tặng. Nghĩ về may mắn của bạn, những người quan tâm bạn và rằng bạn vẫn còn sống. Khoảnh khắc bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng cũng là lúc ở một nơi khác, có ai đó đang chút hơi thở cuối cùng. Nghĩ về tình yêu tuyệt vời đang ở xung quanh bạn, chỉ chờ bạn giang tay đón nhận. Nghĩ về những điều tốt đẹp mà người ấy làm cho bạn. Tập trung vào điểm mạnh. Đừng nhìn vào điểm yếu mà hãy tự hỏi chính mình, điểm mạnh của bạn là gì? Ưu điểm của người ấy là gì? Tại sao bạn đã chọn yêu người ấy, ăn mừng vì chúng, tự hào vì chúng, cảm thấy hạnh phúc vì chúng? Khi bạn biết nhìn vào điểm mạnh của mình và đối phương, chắc chắn bạn sẽ chẳng còn muốn so sánh hay phán xét nữa. Chấp nhận sự không hoàn hảo. Chẳng ai là hoàn hảo cả. Về mặt lý trí, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nhưng về mặt cảm xúc, chúng ta dường như luôn cảm thấy không hài lòng khi chúng ta chưa đạt được sự hoàn hảo. Bạn không hoàn hảo và bạn sẽ không bao giờ có được điều đó. Tôi chắc chắn cũng không. Hãy tiếp tục nỗ lực cải thiện, nhưng đừng nghĩ rằng bạn sẽ trở thành một người hoàn hảo. Người ấy phải hoàn hảo, hay chúng ta cần mưu cầu một đối tượng hoàn hảo để yêu và kết hôn. Đừng dìm người khác xuống. Đôi khi chúng ta cố gắng chỉ trích người khác chỉ để làm bản thân mình tốt lên. Dìm người khác xuống, đặc biệt là người yêu hay bạn đời, vì lợi ích của mình là sự hủy hoại mối quan hệ. Cuối cùng, chính bạn cũng sẽ là người bị tổn thương. Thay vào đó, hãy cổ vũ và nâng đỡ cho họ. Tập trung vào chuyến hành trình cuộc đời của bạn. Đừng tập trung vào việc bạn xếp thứ hạng bao nhiêu khi so sánh với những người khác. Người yêu của bạn có tuyệt bằng người yêu của bạn thân hay không? Bạn đời của bạn có kiếm được nhiều tiền bằng hàng xóm hay không? Cuộc sống không phải là một cuộc cạnh tranh. Cuộc sống là một chuyến hành trình để trở thành thứ gì đó, để học và để sáng tạo. Chuyến hành trình của bạn chẳng liên quan gì tới việc những người khác làm tốt như thế nào hay họ có những thứ gì. Chuyến hành trình ấy chỉ liên quan tới điều mà bạn muốn làm và nơi bạn muốn đi. Đó là tất cả những điều bạn cần phải để tâm đến. Học cách yêu đủ và biết hài lòng. Nếu luôn muốn điều những người khác có mà bạn không có, thì bạn sẽ không bao giờ có đủ. Bạn sẽ luôn muốn nhiều hơn. Đó là một chu trình bất tận và nó sẽ chẳng bao giờ dẫn tới hạnh phúc. Bất kể bạn mua bao nhiêu quần áo, bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu chiếc xe sang trọng, người ấy đối xử tốt với bạn bao nhiêu, bạn vẫn chẳng bao giờ thấy đủ. Thay vào đó, hãy học cách nhận ra rằng những gì bạn đang có đã đủ. Nếu bạn có một mái nhà để che đầu, đồ ăn trên bàn, quần áo để mặc, và những người yêu thương bạn, thì bạn đã may mắn lắm rồi. Bạn có đủ, trong tình yêu cũng hay biết đủ với người ấy, biết đủ với sự lựa chọn của mình. Hãy hài lòng với nó,
và bạn sẽ tìm thấy sự toại nguyện. Còn nếu không hài lòng được, thì hãy cố gắng thay đổi điều đó. Không thay đổi được ngoại cảnh thì hãy thay đổi chính mình. Nếu thay đổi cũng không mà phàn nàn cũng lắm, mãi mãi như vậy, ta chỉ càng trở nên bất hạnh mà thôi. Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại một lần nữa với bạn rằng, vì không ai thích mình bị so sánh, nên nếu bạn có thói quen so sánh người ấy với người khác, thì hãy dừng lại ngay. Bởi khi bạn so sánh như vậy, chứng tỏ bạn không chấp nhận con người hiện tại của người ấy. Mà đã không chấp nhận thì nói gì đến yêu đương? Điều đó có thể khiến người ấy cảm thấy yếu kém hoặc sẽ khó chịu với bạn. Đã yêu nhau xin đừng so sánh. Thay vì làm vậy, hãy giúp người ấy trở nên tốt đẹp hơn. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn. Hạnh phúc là được yêu ai đấy. Cùng nắm tay hướng về ánh sáng, rồi bước đi tới phía mặt trời. Sống biết đủ. Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Thà chịu lỗ chứ không để khổ. Kết hôn cũng được, không kết hôn cũng được, hạnh phúc là được. Vui cũng được, không vui cũng được, còn thở được là được. Xấu cũng được, đẹp cũng được, yêu thương chính mình là được. Ăn ngon cũng được, không ngon cũng được, có ăn là được. Đang giàu cũng được, đang nghèo cũng được, có ý chí vươn lên một cách tử tế là được. Gặp khủng hoảng khi yêu, đừng chỉ cúi đầu mà khóc. Đừng yếu đuối như vậy, vì chẳng ai yếu đuối mà hạnh phúc hết. Hãy khóc một chút thôi, rồi gạt nước mắt, ngồi dậy, hít thở, cảm nhận sâu sắc sự sống của chính bạn. Tiếng nhịp đập trái tim, luồng khí vào và ra nơi cánh mũi. Những cảm giác trên da thịt để biết rằng bạn vẫn đang ở đây, bạn vẫn đang tồn tại. Điều đầu tiên cần làm khi gặp khủng hoảng, kể cả trong tình yêu, hôn nhân hay bất cứ lĩnh vực nào, đó chính là đừng làm gì hết. Tại sao vậy? Vì đơn giản, bạn khó có thể làm gì đúng đắn khi cảm xúc đang hỗn loạn, đau buồn, hụt hẫng, tức giận, sợ hãi. Những lời nói và hành động ngay giây phút đấy rất dễ khiến ta lại hối hận về sau, vì mình đã lỡ buông lời tổn thương, chỉ trích ai đó. Vì mình đã lỡ hành xử theo bản năng mà không đưa trí tuệ và bản lĩnh vào. Vì có thể sau hành động và lời nói đó, chúng ta đã không còn như trước đây, không thể nhìn mặt nhau mà bình an nữa. Hãy đừng làm gì hết cho đến khi bạn ổn trở lại, hơi thở được điều hòa, tâm trí ổn định. Rồi lúc này hãy quan sát thật đa chiều về sự khủng hoảng hay trục trặc vừa qua. Bạn có đang thổi phồng nó lên bằng sự phóng đại không giới hạn của mình không? Bạn đã đứng vào chỗ của người ấy mà suy nghĩ đến cùng hay không? Con người là chúa hay dán nhãn, mọi thứ đến đều không được ghi nhận sự thật như nó đang là, mà kéo theo là hàng loạt định kiến, được chi phối bởi sự tiêu cực đang bùng phát bên trong. Hãy chậm lại một chút và quan sát đúng đắn nhé. Tiếp theo, để vượt qua khủng hoảng, hãy xoay chuyển góc nhìn của bạn một chút, vì cái gì cũng có hai mặt. Nên nếu bạn đang thấy tiêu cực, thì có nghĩa là tích cực sẽ tồn tại ngay sau đó. Nhưng điều người ấy đã làm cho bạn, đã tốt với bạn, bạn học được gì sau bài học này? Bạn làm thế nào để vượt qua? Hãy nhìn khủng hoảng dưới góc độ một bài tập cần giải, còn bạn là học sinh xuất sắc ở trường đời, nên kiểu gì mà chẳng giải xong. Hãy luôn tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nếu chưa ổn, chưa phải là cuối cùng. Hãy cứ vui lên, để rồi sau nước mắt sẽ vẫn là nụ cười, bạn nhé. Sống và yêu. Chuyện nhà tôi có ngọt bùi cay đắng, buồn lẫn vui rồi lại mộng mơ nhiều.
Cuộc sống bên ngoài vô thường biến động, vợ và chồng nên thấu hiểu thương yêu. Có những lúc chúng tôi cùng rắc rối, tranh luận liên miên đúng với sai, để rồi đến ngày cả hai nhìn lại, vị tha nhau xua hết thảy u sầu. Hạ bớt cái tôi lòng dạ sáng minh, cùng suy nghĩ cho thấu tình đạt lý. Duyên nợ luân hồi sao nỡ vô tình, đừng ích kỷ vô tâm riêng một ý. Vì tình vì nghĩa đừng để con đau, chúng muốn bình yên trưởng thành vui khỏe. Thấy cha mẹ cười sánh bước bên nhau, sống và yêu cho đong đầy hạnh phúc. Tự do trong tình yêu là ung dung trong ràng buộc. Nhiều người nói muốn tự do thì đừng yêu cũng đừng kết hôn. Nhưng đã là con người thì thường đều mong muốn có cả tình yêu và sự tự do. Tại sao lại như vậy? Vì con người được sinh ra từ tình yêu thương và bản chất của con người luôn hướng đến sự tự do. Các cuộc cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại đều hướng tới một cuộc sống tự do, không bị kìm kẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng đã từng nói rằng không có gì quý hơn độc lập, tự do đó thôi. Trong tình yêu cũng như vậy, một mối quan hệ tình cảm chỉ có thể được phát triển đến mức cao nhất và kéo dài nếu hai người có được sự tự do và không có cảm giác bị kiểm soát hay kìm hãm. Tình yêu cần có sự tự do như cá cần nước vậy, và chỉ khi được tự do, mối liên kết đặc biệt ấy mới tồn tại lâu dài. Tự do trong tình yêu, hôn nhân chính là giải thoát khỏi sự mong cầu, kỳ vọng, kiểm soát hay mắc kẹt vào đối phương. Làm chủ chính mình, giữ vững thân tâm, yêu thương mà vẫn tỉnh thức và bình an. Tự do trong tình yêu là ung dung trước mọi sự ràng buộc. Đến đây chắc chắn sẽ có bạn hỏi rằng, thế liệu cứ để cho người ấy tự do thích đi với ai, thích làm gì, nói gì cũng đều được à? Làm vậy họ có đè đầu cưỡi cổ mình không? Ôi bạn ơi, đừng ngây thơ như thế. Người yêu mình không cần giữ. Người không yêu mình đã muốn rời đi, mình có cố níu kéo cũng không được. Mình có phải là họ đâu, mà mình quyết định được họ nghĩ gì hay hành động thế nào. Trả tự do cho người khác cũng là trả tự do cho chính mình. Và thật ra, khi bạn để họ tự do, bạn được nhiều hơn là mất. Đầu tiên, để cho người ấy tự do, bạn sẽ biết được con người thật sự của người ấy. Ngày nay, con người thường sống với rất nhiều vỏ bọc. Khi càng bị phán xét, kìm kẹp, gò vào khuôn khổ, họ càng tạo ra nhiều vỏ bọc. Chỉ khi được thoải mái tự do thì bản chất thật sự mới được bộc lộ. Khi không bị áp lực phải che giấu tính cách thật của mình, người yêu bạn sẽ cho bạn thấy cả những mặt tốt lẫn khuyết điểm của họ. Từ đó, bạn có thể hiểu được phần nào hoặc rất nhiều tính cách thật của một người nào đó và quyết định rằng bạn có chấp nhận được không, có muốn tiếp tục gắn bó với người đó nữa hay không. Nếu bạn băn khoăn người yêu hay bạn đời có chung thủy, có muốn ở bên mình trọn đời không? Có phải là người bạn đồng hành lý tưởng của mình không? Hãy nói với người đó rằng họ được tự do đi với bất cứ người nào mà họ muốn, nói chuyện với bất cứ người nào mà họ cảm thấy vui vẻ, tự do làm mọi điều mà họ thích. Sau đó, hãy lặng lẽ quan sát cách người yêu của bạn đối xử với người khác giới, cách người đó giao tiếp và cả cách người đó đối xử với bạn. Bạn sẽ rút ra được nhiều điều. Một người thực sự yêu bạn sẽ tôn trọng mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người đó. Họ sẽ tự biết cách hành xử như thế nào cho đúng. Còn nếu như khi ta để họ tự do mà họ lại có những mối quan hệ ngoài luồng không đứng đắn, thì người đó cũng đâu đáng để ta đi cùng họ đến cuối con đường. Thật ra mà nói, để làm được những điều trên không hề đơn giản. Để làm được điều đó,
Đầu tiên, chính bạn phải có được sự tự do về mặt tâm hồn, có kỹ năng kiểm soát tâm lý và thái độ sống bình thản trước mọi sóng gió. Tiếp đến, nửa kia của bạn cũng phải có sự tôn trọng mối quan hệ giữa người đó và bạn. Sự tự do cũng không nên đánh đồng với sự vô tâm. Vô tâm là khi thấy một việc cần làm, nên làm, nhưng ta bỏ qua không làm. Kể cả khi đó là một việc không gây vấn đề cho mình, nhưng có lợi ích cho người ấy. Còn tự do lại là ta vẫn làm những việc cần làm, nên làm, nhưng rèn được thêm tâm buông xả để không bị mắc kẹt vào thái độ phản ứng của người khác và cũng không bị mắc kẹt vào những điều mình vừa nói, vừa làm. Vừa thoát dần cái tôi, sự mong cầu, kỳ vọng, đó chính là tự do đích thực. Có lẽ sẽ gây sốc cho ai đó nếu như tôi nói rằng sự tự do chính là ràng buộc lớn nhất trong tình yêu, hôn nhân. Bạn nghĩ rằng khi yêu một ai đó, bạn cần phải quan tâm hết mức, thậm chí kiểm soát từng cuộc gọi, tin nhắn của người yêu bạn. Có như vậy mới giữ được người yêu bạn ư? Không phải vậy đâu. Trái lại, càng làm vậy, bạn càng có nguy cơ khiến mối quan hệ của hai bạn đi xuống bờ vực thẳm. Có một sự thật là, cái gì càng bị cấm đoán, chúng ta càng khao khát có được nó. Phải vậy không? Càng bị kiểm soát, chúng ta càng muốn được giải phóng khỏi những xiềng xích trong mối quan hệ tình cảm. Vì như đã phân tích ở trên, bản chất của con người luôn hướng đến sự tự do. Các cô gái bây giờ truyền tai nhau bí kíp giữ chồng hoặc giữ người yêu là bạn trai hoặc chồng phải đưa hết mật khẩu máy tính, điện thoại, soi từng hành động, ai thẻ tim ai, ai bình luận với ai. Rồi đi đâu cũng phải khai báo cụ thể, làm gì, với ai, mấy giờ về. Cánh mày râu thì đôi khi cấm tiệt người yêu mình mặc đẹp, cấm đi cùng với người khác giới. Đấy không phải là yêu, đấy không phải là hạnh phúc, đấy là cảm giác tù đầy lẫn nhau, hành hạ nhau, làm khổ nhau. Mối quan hệ dạng này thật sự sẽ trở nên hết sức ngột ngạt. Tình yêu như một chú chim đang bay trên bầu trời. Nó được tự do bay đến đâu tùy hứng. Cuộc sống của chú chim mơ mộng và thú vị vậy đó. Nhưng chính vì bầu trời rộng lớn mà lại nhiều cảnh vật dễ làm say đắm lòng ta, nên ta mới sợ chú chim ấy sẽ bay đi đến một nơi rất xa và không bao giờ quay trở lại. Và rồi một ngày ta bắt chú chim, tìm cách nhốt chú vào trong lồng sắt. Vào giây phút ấy, ta có biết rằng khi làm như vậy, ta đã tước đi quyền được bay của chú chim không? Lúc này chú chim sẽ hạnh phúc hay khổ đâu? Chắc chắn là không thể hạnh phúc được rồi. Khi bạn bắt người yêu phải nằm trong sự kiểm soát, bạn vô tình cũng kiểm soát chính bản thân mình. Bạn lấy mất đi sự tự do của họ và cũng cướp mất sự tự do của chính mình. Ai cũng có khoảng trời riêng của mình. Hai người yêu nhau cũng như vậy. Trao cho nhau sự tự do có nghĩa là bạn đã phải rất tin tưởng một người nào đó. Cũng có nghĩa là bạn đã đánh giá rất cao người đó. Sức mạnh của sự tin tưởng cao hơn nhiều so với bạn nghĩ. Khi người đó cảm thấy bạn tin tưởng họ, họ sẽ hành xử đúng đắn để đáp lại sự chân thành của bạn. Để có được tình yêu lâu dài, sự tin tưởng là điều rất quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Cho người yêu sự tự do chính là biểu hiện cao nhất của sự tin tưởng đó. Tin tôi đi, khi người yêu bạn ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người khác giới, nghe những câu chuyện của người khác, họ sẽ thấy đa phần các cặp đôi đều muốn kiểm soát nhau. Và rồi họ sẽ có những so sánh và nhận ra rằng bạn thật sự là một mẫu người yêu lý tưởng. Họ sẽ càng trân trọng bạn hơn. Cũng như một chú chim bay mãi ở bầu trời rồi cũng sẽ phải quay trở về tổ. Vì không ai muốn rời bỏ một người tin tưởng mình, tôn trọng mình. Vậy nên bạn đừng bắt người yêu bạn phải yêu bạn như thế này, thế kia. Đừng cố bắt chước những cặp đôi khác.
hãy để họ tự do yêu bạn theo cách của riêng họ. Cuối cùng thì sự thật vẫn luôn là sự thật, và cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ chặt lấy nó, kiểm soát nó. Còn muốn giữ tình yêu bên mình bền vững thì hãy chấp cho nó đôi cánh tự do. Nếu bạn thật sự yêu một ai đó, hãy để mình và họ được tự do. Một trong những điều kiện cần có của hạnh phúc là tự do. Điều kiện cân bằng của hạnh phúc cũng chính là sự tự do. Tự do cũng là khi không còn sân hận, kiêu căng, ghen ghét, ý muốn kiểm soát trong người. Khi tâm còn những chất độc này chế ngự, thì chúng ta chẳng thể hạnh phúc. Hãy nhớ rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc đang có mặt ở ngay hiện tại. Chỉ cần mình tự do, không bị ràng buộc bởi quá khứ hoặc tương lai, cũng không bị ràng buộc bởi tình yêu và sự mong cầu, thì hạnh phúc tự nhiên sẽ đến với cả ta và người ấy. Chậm lại một chút khi yêu. Dường như trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta thường có thói quen làm cái gì cũng nhanh hơn trước đây. Vào thời thơ ấu của tôi, công nghệ chưa phát triển bùng nổ. Điện thoại bàn còn hiếm, chứ đừng nói đến máy tính hay điện thoại di động. Con người cũng không quá bận rộn với việc mưu sinh hay các loại hình giải trí hiện đại như ngày nay. Khi rảnh rỗi vào mỗi tối, lũ trẻ chúng tôi hay ra ngoài sân ngắm mây trời, chơi trốn tìm, đuổi bắt, nhảy lò cò. Cha tôi ngồi uống trà nói chuyện phiếm với mấy bác hàng xóm, còn mẹ tôi thì hay làm kẹo lạc hoặc vài món bánh trái đơn giản cho cả nhà. Nghĩ lại vẫn thấy lúc đó thật đẹp. Mọi người đều chậm rãi, vui vẻ, quan hệ khăng khít và gắn bó với nhau. Nhưng giờ thì mọi thứ khác rồi. Cái gì cũng nhanh, cũng vội, thậm chí phải nhanh còn là ưu tiên số một. Chiếc điện thoại ra đời sau cần phải nhanh hơn điện thoại trước, lướt mọi thứ chỉ nháy mắt trong lòng bàn tay. Người lớn vội vã kiếm tiền, vội vã chạy theo mọi cám dỗ của danh vọng, địa vị, sự giàu có về vật chất, mà cứ nghĩ rằng đó chính là hạnh phúc đích thực. Con cái họ thì có một tuổi thơ nghèo nàn, đâu còn được sống với thiên nhiên như ngày xưa, chỉ biết vùi đầu vào học hoặc đam mê những thú vui công nghệ, sống trên các apps như Facebook, TikTok, YouTube, còn nhiều hơn sống trong căn nhà thật sự của mình. Ai cũng nhanh, cái gì cũng nhanh và lúc nào cũng thấy nhanh, kể cả chuyện hệ trọng như yêu đương và kết hôn cũng nhanh. Giới trẻ ngày nay yêu nhanh cưới vội, rồi cũng tan vỡ ngay sau đó. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Tôi đã từng gặp rất nhiều cặp đôi như thế. Có cặp chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng đã quyết định cưới nhau. Nhưng đến sát ngày cưới lại giận dỗi và thông báo hủy hôn tức khắc, làm gia đình họ hàng hai bên không khỏi choáng váng. Các bạn trẻ hiện nay rất dễ quen, dễ yêu và dễ cả trao thân cho nhau. Nhưng cái gì chứ chuyện yêu nhanh không hẳn đã tốt. Bạn còn nhớ ở phần trước tôi có viết, tình yêu cũng giống như một cái cây không? Mà là cây thì cũng cần thời gian để lớn chứ. Quả cũng phải chín lúc hái xuống ăn mới ngon lành chứ. Quả còn xanh lè, chét xít mà đã hái ngay, thì làm sao ăn được? Rồi lại phải bỏ đi, uổng phí công gieo hạt tới tầm bấy lâu. Người xưa dạy con cháu rằng dục tốc bất đạt, quả thật không sai tẹo nào. Tình yêu, hôn nhân thì càng cần phải cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ trước khi tiến đến gắn kết với nhau. Nhiều bạn trẻ khi bước vào cuộc sống chung không có sự chuẩn bị, đối mặt với những khó khăn. Khi về sống chung có những va chạm liền chọn giải pháp tiêu cực là ly hôn. Lý do đưa ra phần nhiều vì không hợp mà kỳ lạ. Thật không hợp sao ngày xưa lại lao vào nhau với tốc độ tên lửa thế? Hoặc có thể là lúc đó tưởng là hợp mà kỳ thực lại là không hợp. Chóng vánh tìm hiểu, yêu đương khi về sống với nhau không như ý muốn.
bởi không tìm hiểu kỹ được nửa kia của mình và vội vàng chấp nhận về sống chung bất đồng dễ xảy ra. Rồi lại hối hận và hối tiếc, rồi lại nói, giá mà. Tuy nhiên, thật ra công bằng mà nói, không hẳn mọi đám cưới bắt nguồn từ những cuộc tình nhanh chóng cũng đều tan vỡ. Vì cũng có những tình yêu sét đánh, nhìn thấy đối phương đã muốn được ở bên người ấy trọn đời, nhưng số này rất ít. Hôn nhân không phải trò đùa, nó là cuộc đời thứ hai của con người. Sau những năm tháng làm về vấn đề gia đình, tư vấn hôn nhân, tôi thấy rằng nỗi đau lớn nhất của đời người, nếu có, nó thuộc về những nỗi đau trong hôn nhân. Bởi vậy, các cặp đôi muốn cưới nhau nhất định phải có tư duy đúng về hôn nhân, có kiến thức đúng về hôn nhân, kỹ năng ứng xử trong hôn nhân, cả khi duy trì hạnh phúc, lẫn khi có những sóng gió xảy đến. Hiện có tình trạng nhiều bạn trẻ quyết định yêu nhanh, cưới vội, sau khi đổ vỡ trong tình yêu. Họ vội vàng chấp nhận cưới người khác, mong lấp đầy khoảng trống cô độc sau đổ vỡ đó. Sau chia tay, yêu vội không nên và càng sai lầm khi cưới nhanh sau đổ vỡ, vì những quyết định đó được đưa ra do cảm xúc chi phối. Khi yêu vội cưới nhanh chỉ vì lấp đầy khoảng trống, hôn nhân rất nhanh chóng rơi vào hố sâu của khủng hoảng. Bạn cần cho mình thời gian để biết cách chọn đúng người, đúng thời điểm. Để biết là mình đã lựa chọn đúng người hay chưa? Trước khi quyết định cưới, dù nhanh hay chậm, bạn nên đặt ra câu hỏi cho mình. Chẳng hạn như, khuyết điểm của họ là gì và mình có chấp nhận được không? Non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Con người ta chẳng dễ gì thay đổi được thói xấu, khuyết điểm, nên cần phải hỏi, nhìn nhận xem đối phương có những khuyết điểm nào. Những khuyết điểm đó mình chịu đựng được hay không? Đừng nghĩ rằng sau khi kết hôn về sẽ thay đổi được chồng, vợ về những thói quen, tính cách. Nếu thấy một số tư tưởng, hành vi của anh ấy, cô ấy thực sự không chịu nổi, thì chính bạn nên nghĩ lại. Giá trị cốt lõi của họ có giống với mình không? Khi là vợ chồng có bất đồng về quan điểm sống như một người thích cho đi, làm phước thiện, còn một người thì chỉ thích vun vén và giữ cho riêng mình, hay một người quá coi trọng giá trị của tiền bạc, còn một người thì lại coi trọng những giá trị của tâm hồn, thì chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng, vì điều quan trọng nhất khi yêu và cưới một người là dù hai bên đều không hoàn hảo, nhưng ít nhất chúng ta cần có chung giá trị cốt lõi để có thể cùng nắm tay nhau đi một chặng đường dài. Quan điểm ước vọng tương lai của họ và mình có giống nhau không? Trước khi yêu và cưới nhau, hai người có mong ước và kế hoạch sống khác nhau là bình thường. Nhưng khi muốn kết hôn, cần phải có một mục tiêu chung. Bạn cần hỏi xem đối phương có mục tiêu gì. Hôn nhân cơ bản thành công khi hai người đồng điệu tâm hồn. Điều đó sẽ giúp vợ chồng gắn kết, dàn xếp, giải quyết bất đồng ổn thỏa nếu xảy ra. Vậy nên chúng ta mới cần chậm lại một chút khi yêu và cưới, để chúng ta đủ thời gian để hiểu và thương nhau. Không có hiểu thì làm gì có thương. Mà ta có hiểu được không nếu cuộc sống cứ trôi đi quá nhanh, mà không thể dành thời gian cho nhau, lắng nghe nhau. Chậm lại ta ơi! Chậm lại ta ơi một chút thôi, để ta thư thái giữa đất trời. Bước chân nhẹ nhẹ hôn lên đất, hít thở môi ta khẽ mỉm cười. Thả hồn vào gió với làn mây, nhìn thấy những điều ta chưa thấy. Sao mà kỳ lạ ghê đến vậy? Chỉ cần chậm lại hạnh phúc ngay. Chậm lại ta ơi một chút thôi, sống nhanh sống vội quá lâu rồi. Cuộc đời trôi qua nào có mấy, để rồi ngoảnh lại hối tiếc ngay. Niềm vui luôn có sẵn trên đời, chỉ cần tỉnh thức chọn ta ơi. Làm gì mà có ai buồn mãi,
buồn rồi lại vui cứ luân hồi.